Lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam tại Olympic đã diễn ra với những kết quả đầy bất ngờ. Những ông lớn như Tây Ban Nha và Argentina đã thể hiện sức mạnh áp đảo, trong khi Ai Cập bất ngờ giành chiến thắng ngược dòng. Olympic Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong cuộc đụng độ với Olympic Dominica. Ba bàn thắng của Fausto Lopez, Alex Bena và Miguel Guti đã giúp đội bóng xứ sở bò tót giành chiến thắng đậm 3-1. Bên kia chiến tuyến, Dominica có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 38. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu, khẳng định vị thế ứng viên vô địch. Olympic Argentina cũng không hề kém cạnh khi đánh bại Olympic Iraq với tỷ số 3-1. Togo Almada, Luciano Gondu và Ezequiel Fernandez là những người lập công cho đội bóng Nam Mỹ. Julian Alvarez, ngôi sao của Manchester City, đóng góp 2 đường kiến tạo trong trận đấu này. Iraq có được bàn thắng danh dự ở phút cuối trận, trong khi đó, Olympic Ai Cập đã có chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước Olympic Uzbekistan. Sau thất bại ở trận ra quân, Ai Cập đã thi đấu đầy quyết tâm và giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Chiến thắng này giúp Ai Cập nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Bên cạnh những kết quả trên, thị trường chuyển nhượng cũng sôi động với những thương vụ đình đám. Real Madrid đã chính thức chiêu mộ thành công Aaron Emiliano Buendia sau chiến thắng của Chelsea. Những thông tin nóng hổi về thị trường chuyển nhượng sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Atletico Madrid đã phải chia điểm với đối thủ hạng dưới Numancia trong trận giao hữu đêm qua. Rodrigo De Paul đã mở tỷ số cho đội bóng thành Madrid, tuy nhiên, họ đã bị gỡ hòa ở những phút cuối. Kết quả này chắc chắn không làm huấn luyện viên Diego Simeone hài lòng và ông cần thêm thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới đầy thử thách. Trong khi đó, Inter Milan lại có chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-0 trước CL Parma. Mehdi Taremi lập cú đúp, trong khi Federico Di Francesco ghi bàn còn lại. Đây là một kết quả khả quan với huấn luyện viên Simone Inzaghi và các cộng sự. Real Madrid đã tổ chức một buổi lễ ra mắt hoành tráng cho tân binh trẻ tuổi Endrick. Hơn 45.000 cổ động viên đã có mặt tại sự kiện này và ngôi sao người Brazil đã không kìm được nước mắt khi bày tỏ sự xúc động. Anh tuyên bố, tôi không có từ nào để diễn tả những gì mình đang cảm nhận. Tôi luôn muốn ở đây để chơi cho Real Madrid. Endrick sẽ khoác áo số 16 tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Minh Green, tân binh của Olympic Marseille, đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng hòa nhập với đội bóng mới. Anh đã ra sân ở trận giao hữu gặp OFC và ghi bàn thắng mở tỷ số. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Anh tại đội bóng Pháp. Fabinho, tiền vệ người Brazil, đang khiến các cổ động viên của Liverpool hoang mang về tương lai của anh. Ngôi sao 21 tuổi này tiết lộ anh sẽ sớm nói chuyện với huấn luyện viên Jurgen Klopp và không loại trừ khả năng ra đi trong thời gian tới. Điều này mở ra cơ hội cho các đội bóng muốn có sự phục vụ của cầu thủ người Bồ Đào Nha, trong khi lữ đoàn đỏ cần sớm tìm ra phương án ứng phó phù hợp. Olympic mới diễn ra không lâu nhưng bộ môn bóng đá lại vừa có thêm một sự cố bi hài. Đội tuyển nữ Canada đã do thám đối thủ New Zealand bằng máy bay không người lái và hành động này đã nhanh chóng bị phát hiện. FIFA đã đưa ra án phạt nặng gồm 200.000 franc Thụy Sĩ và trừ 6 điểm ở giải đấu lần này đối với tuyển nữ Canada. Không chỉ vậy, huấn luyện viên trưởng và trợ lý của đội tuyển này sẽ bị đình chỉ hoạt động bóng đá trong vòng 1 năm. Quả thật là độc lạ, Olympic và chưa chắc đây đã là dreamer cuối cùng của Thế vận hội này. Mùa giải đầu tiên của Mason Mount tại Manchester United đã diễn ra không đúng kỳ vọng do ảnh hưởng bởi chấn thương cùng nhiều trận đấu dưới yêu cầu. Thế nhưng, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn đặt trọn niềm tin vào cậu học trò khi cho biết ở điều kiện khỏe mạnh, ngôi sao người Anh là một cầu thủ tốt và có thể chơi ở nhiều vị trí. Do vậy, khả năng cao quỷ đỏ sẽ trọng dụng Mao trong mùa giải tới và giờ là thời điểm ngôi sao xứ sương mù cho thấy khả năng của mình. Olympic 2024, Tây Ban Nha, Argentina bùng nổ, Ai Cập ngược dòng. Lượt trận thứ hai vòng bảng môn bóng đá nam tại Olympic đã diễn ra với những kết quả đầy bất ngờ. Tây Ban Nha và Argentina thể hiện sức mạnh áp đảo, lần lượt đánh bại Dominica và Iraq với tỷ số 3-1. Trong khi đó, Ai Cập tạo nên bất ngờ khi ngược dòng giành chiến thắng 1-0 trước Uzbekistan. Bên cạnh các trận đấu Olympic, thị trường chuyển nhượng cũng sôi động với thương vụ Real Madrid chiêu mộ thành công Aaron Emiliano Buendia từ Chelsea. Trên mặt trận giao hữu, Atletico Madrid hòa Numancia 1-1, còn Inter Milan thắng CL Parma với tỷ số 3-0. Real Madrid tổ chức lễ ra mắt hoành tráng cho tân binh trẻ tuổi Endrick, thu hút hơn 45.000 cổ động viên.